Ừ, cây trái kinh khủng anh em. Rồi, giao lưu của anh em một cây hai châu dòng lá rí luôn, lá cực kỳ nhỏ luôn, trái cực kỳ sai. Để của anh em xem trái này, cái lá cực kỳ nhỏ luôn nha. Rồi trái kinh khủng luôn, siêu trái luôn của anh em, nhìn tổng thể này. Ồ, trái ghê thiệt, lá cực kỳ nhỏ luôn, rất là đẹp nha. Lá rí luôn nha của anh em, cái này lá rí luôn nha, trái kinh khủng luôn. Cây thì cốt cách nói chung là tam đa, chung là chơi được. Cây này cái hoành tầm nó cũng 6 cm nha, khoảng 6 cm, chiều cao cái cây khoảng 75 và phủ tán khoảng 80. Cây siêu rí luôn. Cái lá này là cái nó bị con cào cào nó ăn nha của anh em, lá này bị cào cào ăn nha. Cái này của anh em về cho chơi chơi trái người ta làm giống, trái kinh khủng luôn. Cây quá là ok luôn, cơ bản cây này là trái ok đẹp, sai trái và cái dòng lá rí. Cái này của anh em chúng ta chơi người ta lấy, cái này người ta là về ta chơi người ta làm giống. Của anh em miền Tây thì chúng ta sưu tầm cái này, sưu tầm cái này người ta dịch người ta làm giống này. Lá rí đẹp và trái sai, trái khiếp luôn của anh em. Ôi kinh khủng luôn, trái chùm 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 này của anh em, quá đẹp. Cái này thì cái hoành cái chậu nó khoảng 45 nha. Thân này thì nó cũng tầm ngón cái nha của anh em, ngón cái thôi. Cơ bản nói chung là cây này cơ bản là của anh em nào ở miền Tây, chúng ta sưu tầm cái này, chúng ta về nó về chơi vẫn ta làm giống luôn, siêu rí luôn, lá siêu rí luôn, lá siêu rí luôn, trái rất sai luôn. Rồi của anh em quan tâm thì gọi điện trực tiếp này các bạn thông qua số Zalo, sẽ thì cỡ 300 màn hình.